Nói. Xin chào toàn thể quý hàng nha. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại ngã tư Trơn Thành nha quý vị. Và ngay đây là chợ Trơn Thành nha quý vị. Chợ trung tâm của Trơn Thành quý vị ạ. Và đường mà Trọng Thơ đang di chuyển là đường quốc lộ 14. Và khúc này gọi là DT751. Hướng này chúng ta sẽ về thành phố Tây Ninh 72 km. Và tới cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh nha quý vị. Và đường bên tay phải chúng ta đây là đường vào chợ nha. Đây là chợ ạ. Chợ chúng ta sở hữu hai mặt tiền cực đẹp. Một mặt tiền đường quốc lộ 14 và một mặt tiền đường Phạm Hồng Thái nha quý vị. Đó, đây là đường Phạm Hồng Thái. Và chúng ta chạy thẳng hướng này, chúng ta sẽ vào phường Hưng Long. Và chạy tiếp theo chúng ta sẽ tới phường Minh Long nha quý vị. Phường Hưng Long và phường Minh Long. Tại khu vực thị xã Trân Thành Bình Phước là hiện tại được chia thành 5 phường 4 xã. Trong đó có phường Hưng Long, phường Thành Tâm, phường Minh Thành, phường Minh Hưng và phường khu phố Trung Lợi. Và phường Minh Long nha quý vị. Với bất động sản nằm tại trung tâm thị xã Trân Thành, bán kính mà cách ngã tư Trân Thành từ 3 đến 5 km thì giá hiện tại dao động từ 3 triệu cho đến 6 triệu một mét vuông tùy theo vị trí. Khi quý hàng đầu tư bất động sản tại khu vực này mà chúng ta có tài chính thấp thì chúng ta đầu tư tại khu vực này thì cực kỳ là lợi nhuận chúng ta nha, lợi nhuận là thứ nhất. Và thứ hai là chúng ta có cơ hội để sở hữu bất động sản. Tại thời điểm này thì nhiều chủ đất đã cắt lỗ lên tới 50% giá trị của bất động sản so với 2 năm trước. Quý hàng quan tâm tới bất động sản khu vực này thì liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta sở hữu được một trong những bất động sản tại trung tâm hành chính thị xã Trân Thành, thuộc các phường của thị xã Trân Thành, Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.